Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường TV. Thì khách hàng này của mình á, vừa mới uống xong cái mái tóc ha. Và bây giờ em ấy yêu cầu nhuộm tóc ăn Tết. Thì mình có tư vấn cho bạn ấy nhuộm cái màu No Chocolate, ánh đỏ. Ánh đỏ một tí thôi nhá, hơi đồng đồng một tí thôi. Và màu tối để cho bạn ấy còn đi học, bạn ấy năm nay mới học 12 đúng không? Thì nhuộm màu tóc để vừa đi học được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nhuộm No Chocolate, ánh đỏ mà tông tối nha, khoảng tầm tông 4 thôi. Thì đầu tiên mình cần 4 tiếp màu, tức là 0.19 nha. 8.34, 34 tức là vàng ánh đồng cấp độ 8 nha. 0.19 là ash nha. 3.0 là màu đen ha, nhưng mà đen vừa tự nhiên. Thì đầu tiên mình sẽ pha với tỷ lệ nè. 8.34. Để mình định hướng rồi, định lên rồi. 8.34 mình sẽ cho khoảng tầm 70%. Đó là 8.34. Bỏ vô gọn gàng. Mình hôm nay mình vẫn nhuộm trên sản phẩm của Lacy nhé. Kế tiếp là màu 3.0. Thì thằng này á, mình sẽ cho khoảng tầm 20%. Cái này phải nói chính xác là nó cái ánh này và gọi là ánh caramel mới đúng, chứ không phải là ánh đỏ đâu nha. Ánh caramel thôi. Và 0.19 mình sẽ cho khoảng tầm 10%. Rồi, tức là khoảng bằng một nửa của cái thằng màu đen á. Cái này mình sẽ nhuộm trên oxy 6 thôi, tại vì em ấy thích tối thì mình nhuộm oxy 6 là được rồi. Và khi nhuộm cái này á thì mọi người phải lưu ý giúp mình á, là phải đánh nhuyễn cái này ra, đánh trước nè, cho nó đều cái hỗn hợp trước rồi hẳn đổ oxy vào đánh sau nha mọi người, nhớ nha, đánh trước cho mình. Rồi ok, giờ mình sẽ đổ oxy vào và nhuộm thôi. Mình cũng dùng oxy của Placy luôn nha, trộn đều hỗn hợp lại nè nha, mọi người nha. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau. Cái oxy đây hình như là mình cho nó hơi ít rồi, rồi mình sẽ thêm xíu oxy nữa cho nó đậm đậm tí. Rồi ok, cho oxy thôi, được rồi, anh pha đủ rồi, lấy giờ ra giùm anh luôn nha. Rồi bắt đầu nhuộm nha. Thuốc toàn thuốc tốt không, em gọi lên mạng là biết. Cái tóc này á là một chiếc tóc mình đã uống trước rồi ha, và uống một cái đồ rất là nhẹ đúng không em, không có bị quăng xù gì hết đúng không. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nhuộm qua đây. Cameraman cúi xuống cho mình. Cũng như thường lệ, mọi người quét cách chân nha, cách chân không có vô sát chân nha. Đi oxy 6, còn mọi người đi một đi oxy cao nó vẫn được, không sao cả, nó lên màu nhanh thôi. Nhưng mà có cái nó sẽ khô tóc, tại vì hàm lượng oxy càng cao thì cái axit nó sẽ càng lớn ha. Thì nó sẽ bào mòn, nó gây hư tổn sợi tóc nhiều hơn. Mọi người giảm cái nồng độ oxy xuống càng nhiều thì càng tốt. Ngày xưa mọi người thấy là họ có cả oxy 15 nữa, nhưng bây giờ những cái thế hệ anh em học nghề sau này dường như không nghe tới oxy 15 luôn, tại vì họ bỏ cái oxy đó ra rồi. Tại vì dùng cái oxy 15 thì nó quá nguy hiểm, thật sự. Nó hàm lượng axit nó quá cao, nó gây kích ứng da, nó gây bỏng, gây rát, gây đồ kia. Bây giờ mình thấy oxy 12 là đã quá nhiều rồi, về mình tẩy. Nếu mà cần thiết thì tẩy oxy 12, còn không mọi người tẩy oxy 6, oxy 9 là được rồi. Quét cách chân nha. Gần Tết rồi, ai có nhu cầu làm đẹp thì cứ ghé đây ha. VC Barbershop hệ thống có chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Mỹ Tho, Tiền Giang. Thành phố Hồ Chí Minh có 8 cơ sở nha mọi người. Cách chân ra hết nha mọi người. Đi một cái nhuộm những cái đầu này á, mọi người nhuộm nhanh giùm mình một tí. Nhanh, quét nhanh. Để nó càng cái tỷ lệ quét nhanh mà mọi người càng chuẩn thì nó sẽ đều màu rất là tốt. Tại vì sao mà mỗi cái video mà mình làm đi làm lại mình vẫn chỉ rất là chi tiết? Tại vì rất nhiều anh em, không phải anh em nào cũng coi kênh mình từ xưa tới giờ, có nhiều anh em mới coi.
Thì nếu mà không chỉ chi tiết như vậy thì mấy anh em mà mới coi sau này thật sự rất là khó để hiểu. Nên thường thường khi mà một cái video nào khi mà mình chia sẻ lại thì mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết lại. Đó mọi người thấy không? Chải cho nó đều vô cái phần chân tóc á thì mọi người cắt nó ra. Nhưng mà mọi người những cái phần tóc mà nó có độ dài là mọi người quét vô hết cho mình. Rồi, khi mà đã quét xong đúng không? Thì mình sẽ chải dọc nó lại để kiểm tra nè. Mình đã quét ngang rồi đúng không? Thì mình chải dọc lại để kiểm tra nha. Dọc nè, kiểm tra để coi chỗ nào nó bị sót thấy không, đều rồi, đây cũng đều luôn rồi, rồi cái chỗ này không đều cũng đều rồi nhưng mà nó hơi ít thuốc thì mình cho nó thêm miếng thuốc, đó, cứ như thế mà mọi người đi. Nó thật của mọi người rất là khó để mình sót sợi nào luôn. Nên mình nhuộm rất là ít khi bị sót. Còn rất là nhiều anh em nhuộm mà có cái chỗ khi mà tóc họ gió họ thổi bay ra ngay cái bằng những cái vùng trong này nó bị sót. Rồi đó là do các bạn quét nó không có đều tay, không được đều thôi. Rồi đều rồi. Khi mà đều rồi thì mình chải gọn gàng hết cho nó tóc nó sạch sẽ. Và sau đó mình sẽ lưu cái tóc này trong khoảng thời gian là hoặc là 15 phút đi, sau 15 phút mình sẽ kiểm tra lại, nếu mà nó lên màu rồi á thì mình tiến hành xả hay là tiến hành quét vô chân, còn ví dụ mà nó chưa lên màu thì tiếp tục ngồi đợi tiếp. Cái màu nhuộm không có bao giờ mà mình dạy cho các bạn hoặc là mình chia sẻ mà mình nói ừ phải canh đúng 20 phút hay 25 phút hay 15 phút cả, tùy theo chất tóc nào lên màu nhanh thì mình để tóc ít, để thời gian ít. Còn ví dụ mà các bạn mà màu nó lên chậm thì các bạn phải để thời gian nó lâu hơn một tí ha. Rồi đợi chơi tiếp. Mình đang vô cái phần chân tóc và cái phần bát luôn, vô hết luôn. Những cái chỗ tóc dư ở trong này, trong chân này là mình vô hết luôn. Hy vọng những cái quả đầu này là sẽ quả đầu đẹp và tự tin nhất cho em trai này ăn Tết. Có cái là đi học bây giờ thì ở Việt Nam mình bây giờ họ còn ngại cái vấn đề mà gọi là sao ta? Mà tóc màu, tóc nhuộm, tóc uống này kia, ở nước ngoài thì tẹt ra hết ha. Rồi, và bây giờ mình ngâm cái thuốc này, mình đợi cho cái phần chân tóc nó lên màu và sau đó là mình sẽ xả và mọi người cùng xem cái thành phẩm của cái màu No Chocolate này nha. Rồi, No Chocolate thì nó tối thôi, một số bạn thì nói là nâu trà sữa đó, nhưng mà nó là No Chocolate thôi nha mọi người. Thư giãn chỗ này là chết ba rồi. Mái tóc khi đã nhuộm xong, uống xong và bây giờ ta có được một màu chocolate, hoặc là nếu mà màu gọi là nâu trà sữa thì cũng có thể được, nhưng mà nâu trà sữa thì nó sẽ sáng hơn cái này nhé. Còn cái này thì nâu chocolate thì nó đậm hơn, cũng là tông đó nền đó luôn, nó giống giống như cái này nè nhưng mà nó đậm hơn, nâu chocolate nhé, nâu sô-cô-la của mọi người đó. Nghe chocolate họ không hiểu rồi, nghe sô-cô-la thì mới hiểu rồi. Người Việt Nam mình nó khoái tây lắm, cái gì tây tây là thích à. Cái là nhuộm màu nâu đồng á, nó không nhuộm đâu, nhưng mà nghe nhuộm nâu caramel là nhuộm. Mặc dù hai thứ đó là một, không có hai, hai đâu. Phải có từ tiếng Anh vô. Có tiếng Anh vô, người Việt Nam khoái tây. Cái gì tây, cứ nghĩ tây là to kìa, không phải không? Không, em đẹp giờ làm xong anh dám bảo đảm em chắc chắn luôn, không bao giờ hư được, phải lo ha. Tóc rất là khỏe, rất là chắc, em sờ đi, sợi tóc anh biết là sờ đi không. Hồi nãy em thấy anh không có tạo kiểu gì hết, dạ anh cái mà nhìn còn đẹp trai thế nữa, lúc chơi chưa có màu nữa đó. Cũng không sáng mấy đâu nha, nha nhẹ thôi, cất nè, hôm nay không bắt đâu, tối mà bắt thầy bà ổng ra liên quan tết nhất tới nơi rồi, thầy tha giùm em. We'll be right back.
đây, mái tóc khi đã vừa nhuộm xong, uống xong tất cả mọi thứ, và mọi người quay ra camera man qua đây. Xong tóc nè, mọi người thấy cái màu sắc không? Màu sắc của nó không? Đó. Cái này á là tại vì mình mới bôi tinh dầu vô thì nó bị vậy, thực sự nó cũng không tới nổi đâu nha. Thấy không? Nè, mọi người thấy xong tóc không? Đó, rất là đẹp. Cái màu nâu chocolate tối nha. Chocolate nó hơi tối tối. Đó tức là một cái màu khăn như thế này nè, nhưng mà nó đậm hơn cái màu khăn một tí xíu nha, nó đậm hơn nha. Tại vì trong này thì sắc cái khăn á thì nó không có độ bóng nên nó không có bị sắc tố vàng nó ăn. Còn cái tóc thì nó bị sắc tố vàng nó ăn. Nhưng mà có cái là nhìn vẫn rất là đẹp, sóng tóc nè. Mình đã uống lên cho bạn ấy, bạn nhìn sóng tóc nè, nhìn nè, gần gần quay đứng lên nè. Thấy không? Thấy sóng tóc không? Rất là căng. Nè. Chải lại nè, cào nè. Chải lược cái gì nó cũng có tầng rất là đẹp nha. Mọi người thấy cái sóng tóc không? Nhuộm lên một cái màu này nhìn tươi trẻ lại liền, tổng thể lại nè. Rồi. Ok, và bây giờ nhờ bạn cameraman những cái tư liệu, những cái hình ảnh cuối cho cái mái tóc này cho ngày hôm nay, cho hơn gần 4 tiếng đồng hồ để làm, tại vì mình làm hai khách chung một lần thì nó mất thời gian rất là lâu. Rồi, chúc em năm mới nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống nhé. Rồi, bye bye khán giả giúp anh nhé.